Vâng, lời nói đầu tiên cho Biển Xanh gửi đến anh chị em cô chú, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Hôm nay, Biển Xanh xin giới thiệu bài thơ Tốn Trần Tay Sai của Tạ Am, tác giả Triệu Lê, qua phần diễn đọc của Biển Xanh. Nè nè, Tốn Tự Trần, ta nói cho mày biết nha, bữa nay ta cũng muốn hâm nóng mày, chứ để bà con cô bác lại quên mày. Tội lỗi của mày cũng không có sông biển nào rửa sạch, cái tội của mày biết Tạ Am sai, nhưng vẫn cố tình bao che, để mua cầu trục lợi tiền của bọn U Mê, để mà ăn chia với bọn Tà Am. Rồi đây, mày sẽ thấy hậu quả của mày làm. Mày ăn những thứ tiền dơ bẩn đó, rồi nay mai mày vô nhà đá chung với ông nậu mày nha. Bây giờ mày banh cái lỗ tai ra mà nghe ông kể tội mày đây nè. Hôm nay chửi thằng Toán Trần, cái mặt ngu đần chưa biết mình ngu một đời ăn bám giả tu là thứ lười biến cho xù xà mâu tôn trần con mắt diều hâu cũng là phản chúa chứ đâu tốt gì mở miệng lắp bắp ly bì bám đu tà đạo cái gì cũng đu ăn theo ni giả sư tu ăn lừa ăn gạt chổng khu lạy hoài cái đạo không có ăn chay cái đạo dụ gái trong ngồi để con cái đạo dòng giống lượm lon toan trần bờ đích lon toan sách quần toan trần bộ hạ tay chân cho săn bồi biến tùng vân am tà biệt về cho phóc cho ta đàn ông không đáng bằng ba xu hào lanh chanh nịnh hót tào lao là tốt bơ bẩn tự cao làm gì toan trần cái mặt ngu lì tay sai của lũ chết đi hoàng nghiêng cha con là bọn chó điên toán trần đúp hán thấy nguyên một đùm lão già mất nết tùng vân coi chừng trời đánh chết chung con à ác tâm mà hại người ta lấy tiền chửi mướn thế mà ăn ngon tiếp tay cho lũ bồng con tà ma ngõi đạo lụm lon tối ngày mua đồ con hại tháng mai năm mươi mà cứ nói hoài chán ghê con lên Youtube tất diễn hề những người ngu muội mới về tà am toán tần là kẻ gian tham đồ vô liêm sĩ chuyện làm nhuốc nhơ ốc teo con mắt mù mờ ham tiền theo lũ chơi dơ vân tùng thứ đùi thứ điếc thứ lùng con gieo chi cảnh báo bùng thê lương chửi thuê để lấy tiền lương đồng tiền bất chính là phường xúc sinh Lũ bay là lũ âm binh mà sâu có chết chớ rinh quả vồ Chết không có mã có mồ cái tội nói bậy bưng bô am tà Tùng Vân mau trả diễm ra thiên lôi ổng đánh chắc là banh thay Tôn trần xúc vật tiếp tay Tùng Vân nhảy nọc hỏi ai con thầy Làm thơ cảnh báo bọn bay không hồn thì hãy trả ngay diễm về nếu mà chậm trễ lề mề tại âm đừng trách ta đờ thơ văn làm thơ tao chửi giả tăng ngày nào cũng chửi cho sang tôn trần cái đồ rác rưởi đông phân tôn trần trơ trẻn lấy quần đội lên đã chửi thì chửi đích tên bệnh gì mà cử cái tên tôn trần tao chửi ngày tám trăm lần tay sai đánh mướn là quân xạo lờ Nhìn mặt là biết cô hồn ăn tiền dơ bẩn bên bờ đế con. Tốn trần tao thách mày ngon đi bán vé số thể còn dễ coi. Ăn tiền dơ bẩn của hồi, cúi đầu phủ phục cái vòi tùng vân. Đem vợ cho chúng cởi quần là tao mới phục mới chung thêm tiền. Tốn nói ông nậu tốn hiền, tu đạo nhồi quá không ghiền cái mông tốn trần bán rễ tổ tông lấy tiền xây dựng bê tông nhà lầu bán cha bán mẹ hỏng đâu ai đụng đến nậu thì gào khóc to họ hàng thì toán chẳng lo đi làm cờ hó làm trò tay sai định bợ thường quân nước ngoài lấy tiền vơ vét của ai bị lừa chuyên đề nói chuyện mấy mưa kịch bản có sẵn cho hùa sủa vang tốt gì thằng toán núp hang đàn ông nghiễm thị y chang bánh bèo